Ngày 17 tháng 7 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bình Dương thông báo, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận tổng cộng 405 ca COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn lên 2.580 ca. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bình Dương, trong số ca COVID-19 phát hiện trong ngày, có 223 ca phát hiện trong khu cách ly phong tỏa, 143 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 27 ca phát hiện trong công ty và 12 ca phát hiện khi sàng lọc tại cộng đồng. Qua điều tra dịch tễ, cơ quan y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương phát hiện thêm 6 ổ dịch mới liên quan đến các ca COVID-19 ở thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An. Số ca COVID-19 tại Bình Dương có liên quan đến nguồn lây nhiễm từ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng với 52 ca. Từ đợt dịch thứ tư đến nay, các cơ quan y tế Bình Dương đã điều trị khỏi cho trên 92 bệnh nhân COVID-19. Trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng, Bình Dương cũng đã trưng dụng, mở rộng thêm nhiều cơ sở có khả năng điều trị cho 4.000 bệnh nhân COVID-19. Dự kiến, từ ngày 19 tháng 7 năm 2021, Bình Dương sẽ tăng cường thêm nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19, như tăng cường biện pháp giãn cách xã hội, kiểm tra, xử lý giám sát chặt chẽ việc thực hiện chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng Chính phủ, buộc dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp không thực hiện phương án 3 tại chỗ hoặc một cung đường, hai địa điểm. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.